Đệ tiếp theo là bài Thiên Lý Ca. Nam mô A Di Đà Phật. Phán lòng chứ già chớ hoài Ngọc Ân non côn tở lửa loạn châu lạc đường dê nương bước ngựa quá đặng ráng lần dọn giường qua ngó khỉ giống chiêu chết cảnh nguyệt coi gàng tiếng ngó tường tận đã nghe xây công liêu hương thôn bỏ xế sự sang hoàng hòa sang sự xế bỏ thôn hương liêu cống mà sẽ nghe đã tận tường giọng khí ngó qua giường quỷ ma hay phá rối người tu đạo đức chỉ hành